Thưa quý vị và các bạn, những ngày cuối nằm trên giường bệnh, Cúc Huyền trở nên mạnh mẽ, không còn u buồn, ù sụt. Những giọt nước mắt dường như không còn ý nghĩa gì với Cúc Huyền nữa. My thường xuyên ở bên chăm sóc động viên bạn. Chưa bao giờ My thấy thương Cúc Huyền như bây giờ. Trong nỗi đau của Cúc Huyền, có nỗi đau của My. Nhưng My cũng chợt nhận ra bấy lâu nay mình đã dành tình cảm cho Lũy. Và My sợ làm người ở lại trước những cái vừa mất đi. Lũy trở lại thị trấn trong tâm trạng của người trở về. Lá thư của chị Thục, Hạnh và của My viết sau một ngày chôn Cúc Huyền xong. Lũy đều không nhận được. Nghe tin Cúc Huyền mất, Lũy cảm tưởng mình như đang tan vào không khí. Thứ không khí mỏng manh, dễ tan và u buồn của ngày gần tàn mùa thu. Mời quý vị và các bạn nghe những trang cuối chuyện dài Huyền xưa của tác giả Từ Kế Tường. Lũ chim cát ngày nào vẫn không bay khỏi những mỏm đá. Chúng quen thuộc như những cái đã quen thuộc nơi đây. Phía dưới kia là biển, trên kia là rừng. Nắng trong vắt, hiền lành, bay hương thơm của một đầu ngày tươi thắm. Trong nắng bàng bạc của một màu áo xưa, trong biển muôn trùng có ngút ngàn thương nhớ. Dưới chân Lũy và My, ngôi mộ Cúc Huyền còn nguyên một màu đất mới. Những cành cây khô héo lá, những khúc mía lau cắm xung quanh chân mộ và những cây chân nhang còn trơ lại một dáng điệu u buồn. Giữa ngôi mộ có vài nhánh hoa mười giờ do My trồng chưa trổ bông. My bảo hoa mười giờ dễ trồng sống lâu. Ngày trước Cúc Huyền thích hoa mười giờ trong sân trường lắm. Bây giờ My trồng có mấy nhánh, mai mốt Cúc Huyền sẽ có cả một vườn, tha hồ mà ngắm hoa nở lúc My đi học về. Câu nói của My làm Lũy như tan ra thành một đám bụi nhỏ, bay tản mát vào cát biển. Lũy cố gắng lắm mới giữ cho câu nói bình thường. Chừng nào thì mới có bông, My nhỉ? Độ tuần nữa, khi nhánh đâm ra dưới đất là chỗ bông ngay. Lũy lấy một cây que đâm xuống cát, tìm những con bù nhùi. Lũy muốn kéo dài trò chơi này để không phải nghĩ thêm. Buổi sáng, sương còn lồng trong nắng. Thị trấn này mưa đến hết mùa thu. Lũy còn thấy những chiếc lá thông bay vật vờ đằng xa. Lũy không thể nào ngờ khi trở lại đây, cái hơi ấm của mùa thu tan mất trên hai bàn tay mình. Chỉ còn có những con đường, gió lạnh bạc, phấn thông vàng như mưa bụi đổ xuống biển xanh. Và Cúc Huyền không thể nào còn ngồi ở bất cứ một chỗ nào nữa, trong khi nơi đây rừng, đồi và bãi cát mênh mông. My cũng dùng cái que bắt chước trò chơi của Lũy. Lũy ngó những ngón chân My trắng hồng như những cây chổi bắt đầu dậy lên từ dưới cát. Mái tóc My chảy dài xuống, những sợi sóng lóng lánh trong màu nắng. Lũy hỏi, không có Cúc Huyền chắc buồn lắm hả My? My ngó Lũy hỏi, ai buồn? Ai cũng buồn cả. Đến những con đường chiều hôm qua tôi thấy cũng buồn nữa là. My nói thật xúc động. My còn nghe cả nước trong hồ buồn. Tiếng móng ngựa gõ trên đường lúc sáng sớm, những con bồ câu trên tháp chuông nhà thờ nữa. Những điều nhỏ nhặt và những điều lớn nhất. Không hiểu rồi bao lâu mới chấm dứt cái khoảng thời gian này. Nó như có riêng đời sống của nó, đời sống của kẻ chết ở trong một đời sống còn lại, rồi cũng sẽ quên. My định nói gì đó rồi tự nhiên lắc đầu, đưa tay chỉ về nơi có thật nhiều chim cát đậu. My nói, ngày trước Cúc Huyền còn ngồi đó. Cúc Huyền gọi nơi đó là thung lũng chim cát, bởi vì mùa thu chim cát về từng bầy, và đến hết mùa, lúc trời sửa soạn sang đông thì bay đi. Mùa thu lại về. Ừ, mùa thu lại về. Lũy cười buồn. Tôi cũng tỉ như là một con chim cát, My thấy không? Bây giờ hãy còn mùa thu. Lũy nghe thấy âm thanh khua động ở phía xa. Một lúc sau, có một cỗ xe bò lọc cọc xuống bãi cát. Người đàn ông đánh xe, người đàn bà và một đứa nhỏ ngồi ở phía sau. Xuống bãi, họ dừng xe lại, nhảy xuống. Mỗi người cầm trong tay một cái xẻng. Ba cái bóng loay hoay trong dáng nắng, My nói. Họ lấy cát. Có khi nào họ chôn mộ người trong bãi cát này không? My cười. Chỉ có lũ ốc và chim cát. Có Cúc Huyền. My ngơ ngác ném cây que của mình. Lũy nhìn những cây dương bị cát lấp dần ở phía xa, sau ba người đi lấy cát. Có lẽ trong vài hôm nữa, chả ai còn thấy được những cây dương đó. Ngôi mộ của Cúc Huyền ở dưới chân đồi, cách bãi cát một con đường mòn nhỏ
có hoa dại lấm tấm, không có ai ở đây và có lẽ cũng không còn gì ở đây. Chỉ có cỏ và bông 10 giờ nở trên bãi. Lụy thấy trong tay Mi có một cây que khác. Mi dùng que vạch lên cát hỏi: "Chừng nào Lụy về?" "Không biết trước." "Lụy đừng về sớm nhé." "Ở đây làm gì?" Mi khựng lại, đôi mắt hướng ra biển. Bây giờ Lụy mới thấy bọt biển trắng xóa ngoài xa và nghe tiếng sóng thật buồn. Âm thanh của sóng dội vào những mỏm đá. Mi lại vạch que xuống đất. Mi cũng không biết phải làm gì. Đi học và lo thi. Không nổi. Tại sao? Mi dừng lại lắc đầu. Lũy cười hỏi: "Chán học à?" Mi thấy đầy ứ ở cổ, muốn ngồi yên một chỗ và tan biến dần. Không còn Quốc Huyền, Mi sợ những buổi chiều trời mưa tan học về lắm. Còn cái gì ông bồ của Mi đâu? Mi sầm mặt. Lũy chuyên môn đùa. Lũy nói bậy nữa, mình về. Không có về. Chứ ở đây nghe Lũy nói bậy hoài. Lũy cười. Không nói bậy nữa. Mi yên lặng ngó ra biển. Lũy nhìn đôi mắt Mi, tưởng chừng như đôi mắt ấy long lanh. Mùa thu nơi đây đưa những đám mây trời về ngang biển, những đám mây trắng đục u buồn. Mi ngồi đó như Cúc Huyền, nhưng Cúc Huyền đã như một người ngày xưa, chỉ còn tưởng nhớ và nghe lại trong một câu chuyện. Lũy này, Lũy ngó Mi chờ đợi câu hỏi, nhưng Mi lại ấp úng nhìn xuống bàn chân mình sủi dưới cát. Lũy cười, định nói gì? Có lẽ rồi Mi cũng phải bỏ nơi này mà đi thôi. Sao thế? Tự nhiên Mi thấy những cái quen thuộc của mình trước kia cũng trở thành hoang vu. Quốc Huyền không còn, Mi tưởng chừng như không còn tất cả. Mi không biết làm gì khi nghĩ tới ngày mai. Ngày mai Mi cũng lại đi học. Mi sợ phải ôm cặp, đi lại những con đường cũ. Lũy định đùa cho Mi bớt buồn. Nhìn đôi mắt Mi, Lũy không cười được. Và lúc này không cười được, Lũy cũng sẽ không biết làm gì. Lũy nói, coi thế rồi cũng qua tất cả, qua hay quên. Lũy ném một hòn sỏi ra xa, chỗ những con chim cát. Mi nhìn theo hòn sỏi không nói gì. Lũy lắng nghe tiếng sóng vỗ trên gành đá, nhớ lại một buổi chiều đi chơi ngày trước với bé Hạnh. Ở đó có còn một chỗ ngồi nào cho Quốc Huyền? Lũy nghĩ gì? Lũy đáp, Mi có đi lên trên chỗ gành đá kia chơi không? Có, ngày xưa với Quốc Huyền. Tiếng sóng trên đó nghe khác với tiếng sóng dưới này, Mi có nghe thấy không? Mi ngơ ngác lắc đầu. Lũy nói, mình đi lên đó chơi. Hai người đứng lên, đi trong lối mòn dẫn lên chỗ gành đá. Mi phải trèo, và Lũy bối rối nắm tay Mi giữ lại mỗi khi Mi suýt té. Lên trên nhìn xuống, mặt biển vẫn sâu và xanh. Những chỗ ngồi vẫn hoang vu như ngày nào, với từng phiến đá phẳng lì lấm tấm rêu. Mi ngồi xuống thở, hai má đỏ bừng và mấy giọt mồ hôi rịn ra chân tóc. Lũy hỏi, mệt lắm phải không? Mi cười. Lũy nói, đừng ngó xuống biển, Mi sẽ bị chóng mặt đấy. Mi thích chóng mặt rồi hết. Chóng mặt, Mi sẽ té xuống biển và làm mồi cho cá. Mi chả sợ lời đe dọa của Lũy. Mi chồm người ra, nhìn xuống mặt biển sâu. Gió lớn và sóng đánh không ngớt. Lũy phải dòm chừng Mi, chỉ sợ Mi chóng mặt ngã ngay xuống nước. Một lúc Mi ngẩng lên ôm lấy đầu, bịt tai lại kêu, chóng mặt quá. Mi ngồi yên và hít vào thở ra, một lúc sẽ hết. Những con chim cát bỗng bay đến vây quanh lấy hai người. Lũy nhớ tới lời hứa với bé Hạnh ngày trước. Không có một lời hứa nào được thực hiện với Quốc Huyền hết. Chấm dứt một khoảng thời gian dài, hay là đã chấm dứt luôn một đời. Lũy lượm rất nhiều đá vụn, ném tung về phía những con chim cát. Sau một lúc nghe ngóng, nhìn những hòn đá thi nhau ném tới rồi bay mất. Không còn một con chim nào ở lại cả. Lũy hát nhỏ, nắng có hồng bằng đôi môi em, mưa có buồn bằng đôi mắt em, tóc em từng sợi nhỏ rớt xuống đời làm sóng lênh đênh. Gió sẽ mừng vì tóc em bay, cho mây hờn ngủ quên trên vai, vai em gầy guộc nhỏ như cánh vạc về chốn xa xôi. Nắng có còn hờn ghen môi em, mưa có còn buồn trong mắt trong, từ lúc đưa em về là biết xa nghìn trùng. Suối đón từng bàn chân em qua, lá hát từ bàn tay thơm tho, lá khô vì đợi chờ, cũng
cũng như đời người mãi âm u. Nơi em về ngày vui không em? Nơi em về trời xanh không em? Ta nghe nghìn giọt lệ rớt xuống thành hồ nước long lanh. Mi quay mặt đi, đôi mắt mi long lanh, không cầm được những giọt lệ. Lũy nghĩ tới ngày mai, khi mình sẽ rời thị trấn, còn mang theo những gì nơi đây? Những sợi tóc của Cúc Huyền đã rớt xuống đời làm sóng lênh đênh. Hay chiếc lá vàng thu thơm tho trên lòng bàn tay Lũy đã không còn lóng lánh nước mưa trước cổng trường Cúc Huyền nữa. Lũy dậy thật sớm, qua khung cửa sổ. Anh thấy những hàng cây im ngủ dưới ánh đèn đường thị trấn. Những hàng cây chìm khuất trong màn sương dày đặc và hơi lạnh kinh khiếp như đồng loạt bay lên từ mặt hồ nước đã đóng thành băng. Chưa bao giờ Lũy sống trong một cảm giác lạnh tê tái như vậy. Dưới phố, nơi những con đường lướt thớt trong sương là những âm thanh buồn buồn đưa tới. Lũy không biết gọi đó là gì, chỉ biết đó là âm thanh của thị trấn, một thứ âm thanh đặc biệt không nơi nào có được. Lũy lắng nghe trong một thoáng, lẫn trong tiếng u u như tiếng nhà máy đèn, còn có tiếng móng ngựa gõ lóc cóc đi về hướng nào, làm lòng Lũy dậy lên sự thương nhớ. Lũy xách chiếc vali xuống nhà, chị Thục đã thức và ngồi sẵn trong ghế chờ đợi. Chị mặc chiếc áo len màu xanh thẫm, tay khoanh trước ngực, đưa mắt nhìn Lũy. Em về thật à? Lũy đặt vali xuống chân. Đã đến lúc không còn ở lại được thì phải về thôi. Còn sớm quá, sương dày đặc, đi như vậy là lạnh lắm. Em thích đi giờ này. Chứ không phải. Chị Thục bỏ lửng câu nói, chị rót một tách cà phê đã hâm sẵn trong cái bình điện đặt trước mặt Lũy khi anh vừa ngồi xuống chiếc ghế rộng. Bé Hạnh còn ngủ hả chị? Lũy nhấp một ngụm cà phê và hỏi. Ủa, em không muốn cho nó biết à? Em hỏi thế thôi. Còn Tiểu My, có biết em về không? Chắc là không. Sao thế? Em cũng không muốn cho Tiểu My biết, cô ấy hay khóc lắm. Cũng giống như Cúc Huyền vậy chứ gì? Lũy thở dài. Chị Thục biết mình lỡ lời khi nhắc tới Cúc Huyền. Chị cũng sững người, ngồi im lặng trong ghế. Lũy mùi thuốc, anh nhả khói lặng lẽ thành những vòng tròn. Bao giờ Lũy sẽ trở lên? Một lúc lâu chị Thục hỏi. Không biết bao giờ. Buồn quá, cho nên em sợ gặp lại nỗi buồn ở đây chứ gì? Chị biết rồi đó, hỏi em làm gì? Đâu có ai sống mãi với nỗi buồn đâu em. Thời gian đi qua và mọi việc sẽ xóa nhòa như dấu chân trên bãi cát bị sóng biển cuốn ra khơi vậy thôi. Nhưng có điều sẽ sống mãi chứ, hình bóng của Cúc Huyền, phải không? Lũy que đi không trả lời. Anh có cảm tưởng mình nuốt phải một ngụm khói đắng. Lũy hò khúc khắc mấy tiếng. Chị Thục vuốt những sợi tóc, giọng buồn buồn. Coi vậy chứ thời gian là một phương thuốc mầu nhiệm đấy em ạ. Hy vọng năm sau nữa em lại vui vẻ trở lại thị trấn heo hút này. Em không hứa, có khi em sẽ phải đi xa. Em sẽ không ở lại Sài Gòn nữa đâu. Em định đi đâu? Cũng chưa biết. Sao trông em giống như con chim lẻ bạn sắp chết vậy? Đàn ông con trai như vậy là dở lắm. Lũy cười héo hắt. Anh đứng lên xách chiếc vali. Thôi, em về đây. Chị cho em gửi lời chào anh Đồng. Còn Tiểu My, em không gửi lời chào à? Rồi cô ấy sẽ biết. Em sẽ biên thư khi về tới Sài Gòn. Coi chừng, Tiểu My nó cũng mến em lắm đấy. Sao lại phải coi chừng, hả chị Thục? Chị Thục cười. Bởi vì tình cảm con người ta lạ lắm em ạ. Chị là phụ nữ, chị có giác quan thứ 6, nhạy bén lắm. Nghĩa là sao? Nghĩa là chị không muốn thấy cái mặt dầu dĩ suốt ngày của em nữa. Chị Thục đi với Lũy ra cửa. Lũy ném vụt màu thuốc tàn vào vệ cỏ. Thôi, em về. Khi nào Tiểu My có tới chơi, chị nói rằng em vội quá nên về mà không báo trước. Coi chừng Tiểu My sẽ khóc và giận em đấy. Đừng chọc cho con gái giận, bởi vì con gái giận lâu lắm. Lũy cười. Anh phát một cử chỉ chào chị Thục, rồi kéo cao cổ áo măng tô bước ra đường. Lũy có cảm tưởng những ngọn gió lạnh giống như những ngọn roi tê buốt quất vào mặt anh. Cứ thế, Lũy lầm lũi bước đi. Chiếc xe hàng đổ cái bóng dài trên bến. Người ta đang bận rộn chất hàng lên mui và hành khách hãy còn thưa thớt trên các dãy ghế ngồi. Lũy bước vào một quán cà phê để đợi chuyến xe. Có lẽ quán mới vừa mở nên đứa bé quả than hồng lia lịa để nấu nước cà phê.
Con bé mặc chiếc áo len màu xám cũ, tóc cắt bom bê, nhanh nhẩu nói: "Chú ngồi đợi chút xíu, sẽ có cà phê ngay." Lũy cười cười, anh hỏi mua thêm bao thuốc lá và ngồi hút liên tục. Trời lạnh kinh khiếp, mặc dù mặc chiếc áo măng tô dày cộm, nhưng Lũy có cảm tưởng anh đang run lập cập. Những ngón tay Lũy tê cóng. Như vậy, chỉ còn ít phút nữa, trước khi trời sáng tỏ, Lũy sẽ rời thị trấn cao nguyên này, và không biết khi nào mới có can đảm trở lại. Lũy là một người rất sợ nỗi buồn. Thế mà ở đây, Lũy đều nhìn thấy nỗi buồn vương vất khắp mọi nơi. Hình ảnh của Cúc Huyền như ẩn hiện trong sương mù, ngồi ngồi trong gió lạnh và dậy lên trên những màu hoa. Ôi, đôi mắt của em, đôi mắt sâu thẳm ngàn trùng, lúc nào cũng đeo bám theo tôi. Cà phê xong rồi, chú uống cà phê đen hay cà phê sữa? Đứa bé gái đứng trước mặt Lũy, gương mặt nó đỏ ửng vì vừa bước ra khỏi bếp. Lũy nói: "Cà phê đen không đường." "Ý, chú uống cà phê không bỏ đường đắng lắm. Cà phê ở đây nguyên chất, chứ không giống như dưới Sài Gòn người ta pha đủ thứ đâu." "Nhưng tôi thích uống như vậy lâu rồi." "Cháu cho một chút xíu đường thôi nghe." "Cũng được." Liền đó, đứa bé gái mang đến đặt trước mặt Lũy một tách cà phê bốc khói. Đứa bé gái bỏ đi với công việc của nó, còn Lũy một mình ngồi nhấp từng ngụm cà phê đắng. Một lúc, Lũy thấy có chiếc xe ngựa từ ngoài đường chạy vào bến xe. Lũy giật mình khi thấy Tiểu My từ trên chiếc xe ngựa bước xuống. Cô bé ráo rác tìm kiếm trong đám đông và rồi đi tới quán cà phê. Vừa nhận ra Lũy, Tiểu My chạy ào tới, giọng cô nghẹn ngào: "Trời ơi, em cứ tưởng không còn kịp nữa á. Anh đang chờ xe. Sao anh về lặng lẽ thế? Không báo cho ai biết vậy?" Tiểu My ngồi xuống ghế trách móc. Lũy cười: "Có ai đâu mà báo. Còn Tiểu My thì anh cố giấu." "Tại sao?" "Tại anh thích như vậy." "Anh đúng là một kẻ vô tâm. Hồi trước Cúc Huyền đã bảo như vậy. Chính em là người đã bênh vực cho anh. Bây giờ em thấy Cúc Huyền nói không sai chút nào. Sao Tiểu My biết anh ở đây? Nếu anh về Sài Gòn thì chỉ ở bến xe thôi, chứ ở chỗ nào khác đâu. Lỡ anh ra phi trường đi máy bay thì sao?" Lũy cười trêu cô bé: "Anh ra phi trường, em cũng ra phi trường. Máy bay chở anh bay lên trời, em cũng níu cánh máy bay lại." "Tiểu My ghé nhà chị Thục à?" "Cũng may là em đến không quá muộn. Sao anh ăn ở chi mà ác đức thế?" Tiểu My giận dỗi lườm Lũy. "Sao Tiểu My biết anh về ngày hôm nay?" "Linh cảm, con gái có giác quan đặc biệt." "Tiểu My uống gì đi, trời lạnh quá." "Em muốn uống rượu." Lũy trợn mắt: "Bộ My khùng à?" "Ừ, chắc em khùng rồi. Sau khi Cúc Huyền chết, em mất một người thân thiết nhất đời, coi như mất một phần thân thể, cho nên em khùng." "Thôi, đừng có khùng nữa. My uống cà phê sữa nhé." "Em uống rượu." "Để làm gì?" "Để chia tay với anh." "Quán chỉ bán cà phê thôi. Mình uống cà phê để chia tay cũng được." "Uống cà phê chỉ đắng thôi chứ không say. Em lại thích uống cái gì vừa đắng vừa cay mà còn phải say nữa cơ. Do đó em chỉ muốn uống một xị rượu đế." Lũy cười, nắm những ngón tay nhỏ nhắn đầy lạnh giá của Tiểu My, nhưng cô bé đã rụt tay lại lườm: "Anh đừng nắm tay em." "Ừ, anh có nắm được đâu. Nếu em không kịp rụt tay về thì anh đã nắm được rồi. Đừng có khôn. Nếu không uống cà phê sữa thì My uống sữa nhé, bé con." "Đừng lên giọng người lớn với em. Người ta không còn bé nữa đâu." "Người lớn cũng uống sữa được như thường." "Uống bao giờ?" "Khi nào bị bệnh." "Ừ, em đang bệnh đây. Thôi, cho em uống sữa đi." Lũy hốt hoảng: "My bị bệnh thật à?" Tiểu My ngước nhìn Lũy, đôi mắt cô bé buồn muốn khóc. "Đúng, em đang bị bệnh thật rồi. Em đi trời lạnh, do đó bị cảm sốt phải không?" "Em cảm lạnh, chứ không cảm sốt. Cảm lạnh vì cô độc, vì thị trấn mù sương quanh năm suốt tháng này, chỉ còn lại mỗi mình em." Lũy xúc động, nắm những con tay nhỏ bé lạnh giá của Tiểu My. Lần này, cô bé không rụt tay về nữa, mà có rụt cũng không kịp vì Lũy chụp nhanh quá. Anh có cảm giác Tiểu My giật thót người, đôi mắt hoảng sợ như con thỏ, rồi để yên mấy ngón tay trong lòng bàn tay Lũy. "Tay em lạnh lắm phải không?" Tiểu My run giọng: "Không,
từ bây giờ nó sẽ ấm lên. Làm sao ấm được? Em cứ để yên trong bàn tay anh chừng một giờ đồng hồ. Anh khôn quá trời. Tiểu My cười và rụt tay lại. Vĩ gọi cho Tiểu My ly sữa nóng. Khi đứa bé mang ly sữa lại đặt trước mặt Tiểu My, Lũy cầm chiếc muỗng cà phê nhỏ quậy đều. Uống đi bé. Lại bé. Thôi, uống đi người lớn. Lũy cười. Anh bỏ cái giọng ấy đi. Hồi trước, Cúc Huyền giận anh mà chết đấy. Đừng làm cho em phải chết theo. Em chết sẽ hóa thành con chim cát ngoài bãi biển. Em chờ anh đi dạo trên biển, sẽ mổ vào mắt anh cho bỏ ghét. Sao em dữ thế? Bây giờ em là hai người. Em vừa là Cúc Huyền, vừa là Tiểu My, cho nên em dữ. Tiểu My uống sữa từng ngụm. Vừa uống, cô bé vừa ngước đôi mắt đen như hai hạt nhãn nhìn Lũy. Đôi mắt của Tiểu My trong giờ phút này sao giống đôi mắt của Cúc Huyền thế? Trên này, My đi học vui nhé. Làm sao mà vui cho được? Anh, chắc là em sẽ khóc hoài. Khóc ít thôi. Khóc hoài sẽ ngập hết thị trấn và cũng chẳng có ai để dỗ đâu. Tiểu My ngượng ngùng chống chế. Em đã khóc thì trời dỗ cũng không nín. Vậy em đi đóng kịch được. Đừng có ngạo người ta. Nhưng em không phải dễ khóc đâu. Khó mà làm cho em khóc được. Vậy mà lúc nãy anh thấy Tiểu My khóc rồi đó. Tiểu My cúi mặt ngượng ngùng, giấu nụ cười sau mái tóc. Lũy nhìn đồng hồ, chưa tới 5 giờ. Trời mỗi lúc càng đổ thêm sương mù xuống khu trước mặt. Những bóng đèn trên bến xe hiu hắt, loáng thoáng những bóng người di động như trong cõi mơ hồ. Lũy này, về Sài Gòn bao giờ anh quay lại đây? Chưa biết. Chắc là anh sẽ quên thành phố cao nguyên của em. Không quên đâu. Có trời mới biết được. Ở đây có nhiều thứ dễ nhớ quá. Làm sao anh có thể quên? Em cũng mong như vậy. Tiểu My sẽ biên thư cho anh chứ? Không hứa. Nhớ đi thăm mộ Cúc Huyền, mỗi tuần giùm anh. Và cắm vào đấy một bông hoa nào Tiểu My thích nhất. Chỉ mình em thích thôi ư? Còn anh thì sao? Anh thích nhiều thứ hoa lắm. Sợ Tiểu My không nhớ nổi đâu. Thế mà nhớ nổi đấy. Anh tin không? Chắc anh sẽ tin. Và bao giờ lấy chồng nhớ biên thư cho anh hay, anh sẽ lên ăn đám cưới. Tự nhiên cái lấy chồng, anh nói chuyện như đùa. Biết đâu đấy, con gái thay đổi nhanh khiếp lắm. Em là một người không thay đổi. Em là núi đá, là biển khơi, anh tin không? Chắc anh sẽ tin. Sao cái gì anh cũng sẽ hết vậy? Nói như vậy cho chắc ăn. Anh khôn không ai bằng. Hồi trước... Lũy đưa tay bịt miệng Tiểu My, giọng anh như sắp khóc. Thôi, đừng nói cái câu My thường nói nữa. Tiểu My gỡ bàn tay Lũy. Cô không buông ra mà nắm lấy những ngón tay Lũy. Anh cảm nhận có hai giọt nước mắt nóng ấm rơi xuống ngón tay mình. Đừng khóc, Tiểu My. Hãy vui lên khi chia tay. Tiểu My cười trong nước mắt. Anh có thấy em vừa là Cúc Huyền, vừa là Tiểu My không? Điều này thì anh tin. Nếu thế, anh đừng bao giờ quên thị trấn cao nguyên của em nhé. Anh tin điều đó, Tiểu My à. Khoảng 6 giờ, chiếc xe bóp kèn gọi khách vang trên bến. Tiểu My mắt đỏ hoe nhìn Lũy. Hai người rời khỏi quán cà phê để ra bến xe. Lúc ngồi trên xe, Lũy quay xuống nói. Em về đi, đừng ở đây, lạnh lắm. Em không về, khi nào xe chưa chạy? Em cứng đầu ghê lắm. Anh không thích những cô bé cứng đầu. Những cô bé chứ không phải một. Lũy cười. Một thôi cũng đủ khổ rồi. Anh xạo không ai bằng. Khi người khách cuối cùng bước lên xe, bác tài xế rủ mạnh ga. Một hồi còi ngắn vang lên trên bến xe và chiếc xe từ từ lăn bánh. Lũy quay đầu nhìn Tiểu My đứng dưới ánh đèn. Màu áo của cô mờ mờ trong sương, nhưng đôi mắt nhìn theo thì như xoáy vào tâm hồn Lũy. Ôi, đôi mắt giống như Cúc Huyền xưa, sẽ mãi theo Lũy trong suốt cuộc đời.